Chào mừng quý phụ huynh đến với chương trình 60 phút đồng hành cùng bác sĩ Nhi đồng. Con em chúng ta đã gần học xong học kỳ 1. Khi các bé quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè thì các bé rất là dễ mắc bệnh. Nhiều phụ huynh đến khám rất lo lắng vì sao tháng nào con cũng sốt, ho, khò khè, thậm chí bị tay chân miệng con có thể bị mắc tới hai lần rất là gần nhau. Làm sao để con có hệ miễn dịch tốt để con mau chóng vượt qua những đợt tập dợt miễn dịch như vậy? Trong chuyên đề đặc biệt về dinh dưỡng ngày hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 thầy thuốc ưu tú Hoàng Thị Tính, nguyên trưởng khoa dinh dưỡng của bệnh viện Nhi Đồng 1. Và kính chào quý phụ huynh ạ. Và tôi là bác sĩ Vũ Thủy Dương, là phó trưởng khoa dinh dưỡng bệnh viện Nhi Đồng 1 sẽ đồng hành cùng quý phụ huynh trong ngày hôm nay để giải đáp các vấn đề dinh dưỡng toàn diện cân bằng để phát triển tầm bóc não bộ miễn dịch để đảm bảo sức khỏe cho con. Vâng thì hệ miễn dịch được hình thành từ giai đoạn rất là sớm từ lúc mang thai, sau sinh và giai đoạn ăn dặm đến giai đoạn tròn 2 tuổi. Giai đoạn này còn được gọi là 1.000 ngày đầu đời. Giai đoạn này rất quan trọng vì là uh, các trẻ bắt đầu tăng trưởng và phát triển rất nhanh. Tất cả các cơ quan bắt đầu tăng trưởng và hoàn chỉnh như là não bộ, về tầm bóc, về hệ tim mạch, hệ hô hấp và cả hệ miễn dịch nữa. Vậy thưa bác sĩ Tín, vì sao giai đoạn 1.000 ngày đầu đời này lại quan trọng với trẻ như vậy? Ừ. À, như các anh chị cũng biết, 1.000 ngày đầu đời đó là cái giai đoạn mà bé nó tăng trưởng rất nhanh về cả cân nặng, chiều cao cũng giống như là não bộ của đứa trẻ. Thì các anh chị thấy rằng những cái đứa trẻ mà dưới 6 tháng tuổi đó, mỗi tháng các bé nó phải tăng ít nhất là 600 đến 800 gram một tháng. Và từ 6 tháng tuổi cho đến 1 tuổi thì bé nó phải tăng là khoảng 400 đến 600 gram. Và như vậy như vậy đó là lúc 6 tháng tuổi thì cái cân nặng của bé đã bằng cái cân nặng lúc xanh nhân gấp đôi và lúc 1 tuổi là cân nặng lúc xanh nhân gấp 3 và lúc bé 2 tuổi thì cân nặng lúc xanh nhân lên gấp 4 ha còn về chiều cao cũng tương tự như thế chiều cao thì quý đầu sau khi sanh xong á, mỗi tháng đứa trẻ nó tăng 3,5 cm thì các anh chị thấy là mới có 3 tháng đầu các bé đã lên 10 cm trong 3 tháng đầu và quý thứ hai bé nó sẽ tăng khoảng 2 đến 2,5 cm một tháng và quý 3 là 1,5 cm và quý tư là 1 cm sau đó từ 1 tuổi đến 3 tuổi đứa trẻ vẫn tăng 1 cm một tháng như vậy người ta thấy rằng đó là chiều dài của đứa trẻ khi một tuổi nó đã cấp rưỡi cái chiều dài lúc bé nó mới sanh ra ví dụ như bé nó sanh ra là 50 cm thì một tuổi bé đã 75 cm và người ta thấy rằng cái chiều cao của đứa trẻ lúc 2 tuổi đó nó sẽ bằng khoảng 50 cái chiều cao khi mà đứa trẻ nó trưởng thành Ngoài ra não bộ cũng tương tự như thế. Người ta thấy rằng đó là khi một tuổi cái khối lượng não của đứa trẻ đã tăng lên gấp 3 lần và khi 2 tuổi khối lượng não đã đạt 85% của khối lượng não người lớn và 6 tuổi nó bằng 100% của người lớn. Thì các anh chị thấy rằng cái tốc độ tăng trưởng về cân nặng chiều cao cũng giống như khối lượng não nhanh như thế. Thì như vậy cái chế độ dinh dưỡng nó phải phù hợp với cái tốc độ tăng trưởng thì nó mới tạo điều kiện cho cái đứa trẻ nó phát huy hết cái 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 mà uh, về tăng trưởng uh, thể lực cũng giống như về trí não uh, thì uh, nó mới đạt tối ưu trong cái giai đoạn này ha. Vâng, vậy là dinh dưỡng uh, và là, là, cái là dinh dưỡng phù hợp trong giai đoạn này để giúp trẻ tăng trưởng là nền móng để cho trẻ có thể phát triển sau này, kể uh -huh. cả về não bộ về sự tăng trưởng hoặc là hệ miễn dịch. Uh -huh. uh, thì uh, giai đoạn này sẽ sau khi sanh xong thì giai đoạn này được chia sẽ thành là hai giai đoạn chính đó là giai đoạn là Uh, 6 tháng đầu đời là trẻ sử dụng sữa mẹ ừ. và sau đó là sau đó là giai đoạn ăn dặm. Ừ, dạ. Thì uh, thức ăn đối với trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh thì sữa mẹ là tốt nhất. Hiện giờ thì các chương trình về tiền sản ừ. hoặc là những chương trình về hướng dẫn chăm sóc trẻ sơ sinh thì các bà mẹ đã được chuẩn bị rất kỹ cho việc bú sữa mẹ nhưng mà thực tế cũng sẽ có một số cái khó khăn. Vậy ờ, nhờ bác sĩ Tiến chia sẻ là bú mẹ hoàn toàn là như thế nào? <laughs> Và vì sao sữa mẹ là tốt nhất đối với trẻ? <laughs> à, theo Tổ chức Y tế Thế giới thì họ khuyến nghị là trẻ dưới 6 tháng tuổi nên bú mẹ hoàn toàn. Như vậy bú mẹ hoàn toàn là thế nào? Bú mẹ hoàn toàn được định nghĩa là cái đứa trẻ nó chỉ được bú mẹ thôi, không ăn hoặc uống thức ăn thức uống nào ngoài sữa mẹ kể cả nước thì mới gọi là muốn mẹ hoàn toàn và tại sao sữa mẹ là thức ăn hoàn hảo nhất đối với lại trẻ nhỏ bởi vì trong sữa mẹ nó chứa đầy đủ tất cả các chất dinh dưỡng và nó còn có yếu tố bảo vệ đứa trẻ và nó giúp cho não tăng trưởng tốt vì vậy nên sữa mẹ giúp cho đứa trẻ phát triển về thể lực về trí tuệ Ha, và có một ngoài ra còn phòng ngừa được những cái bệnh mãn tính không lây sau này. Ha, uh, chính vì vậy nên uh, tổ chức y thế giới họ khuyến nghị là mình vẫn nên cho bú mẹ uh, cho đến 6 tháng tuổi. Yeah. Vâng, thì rõ ràng là cái chuyện này không cần bàn cãi nữa nên các bà mẹ uh, luôn luôn cố gắng là À, tập cho con bú càng sớm càng tốt. Vâng, ừ. à, thì sau khi sanh xong, mặc dù bà mẹ rất là mệt hoặc là sau trải qua một cuộc sanh như thế, nhưng mà các bà mẹ hãy chú ý là chúng ta sẽ phải bồng con đúng tư thế ừ. để làm sao cho con ngậm bắt vú đúng thì chúng ta ừ. bú mẹ mới hiệu quả được. Ừ. À, thì ngoài ra, em thấy một số bà mẹ cũng hay thắc mắc là chúng ta nên cho con bú trực tiếp hay là phải bắt sữa ra để cho con bú bằng bình. À. thật sự mà nói thì bú trực tiếp nó vẫn tốt hơn bởi vì người ta thấy thành phần cái sữa mẹ mà bú trực tiếp với lại thành phần sữa mẹ mà vắt ra nó có khác nhau cái sữa mẹ mà bú trực tiếp nó sẽ giàu cái chất béo nó giàu những cái yếu tố bảo vệ ví dụ như là tế bào miễn dịch ha hoặc là cái kháng thể hoặc là những cái chất tăng trưởng thì nó sẽ nhiều hơn là so với lại sữa mẹ. tắt ra, ngoài ra cái động tác mà cái đứa trẻ nó bú mẹ trực tiếp á, nó lại tác động lên hệ thần kinh trung ương của bà mẹ và nó sẽ làm tạo cho cái điều kiện tạo sữa cũng giống như là nó tạo cho cái điều kiện sữa ra tốt hơn. Như vậy, cái bú mẹ mà trực tiếp nó còn mang một cái mục tiêu khác là duy trì nguồn ừ. sữa mẹ ổn định cho đứa bé. À. Ừ thì rõ ràng là khi mà bú mẹ trực tiếp thì vẫn là tốt hơn và cũng nhàn hạ hơn chúng ta không ừ. cần phải lách cách tại vì thực ra khi vắt sữa mẹ ra chúng ta cũng vẫn sợ cái nguy cơ bị nhiễm khuẩn ừ. đó. Vâng, vâng thì uh, uh, khi trường hợp nào thì các bà mẹ lại cần phải bắt sữa ra? Ừ. À, ngoài ra cái bú mẹ trực tiếp đó nó còn uh, tăng lên cái mối liên kết giữa bà mẹ với lại đứa trẻ ha. Nhấn vậy trong những trường hợp nào mà chúng ta cần vắt sữa, ví dụ như là cái đứa trẻ mà bị trồng ngược về gì thực quản thì các cơ thì chúng tôi hay khuyến nghị là nên cho bé nó bú nhiều cử hơn thay vì tám cử sẽ tăng lên thành 10 đến 12 cử ha, hoặc là bú theo nhu cầu của đứa trẻ thì khi như vậy á thì đứa trẻ nó bú liên tục như vậy thì nhiều khi đứa trẻ nó chỉ bú được cái phần sữa trong ha, chứ nó không có bú được hết cái bầu vú mẹ thì cái phần sữa trong đó thì nó lại ít chất béo hơn nó lại không giúp cho đứa trẻ tăng cân tốt chính vì vậy nên chúng tôi vẫn khuyến nghị bà mẹ nên vắt cái phần sữa trong bỏ ra ngoài ha thì thứ nhất là sao nó để bảo đảm đứa trẻ nó bú được cái, cái 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 phần sữa đục nhiều hơn và ngoài ra khi mà chúng ta vắt cái phần sữa trong rồi đó thì các tuyến sữa nó thông tốt hơn nó sẽ tránh được những cái hiện tượng mà cái tuyến sữa nó bị tắc nhẽn nó vọt mạnh thì như vậy những cái tuyến sữa mà nó bị tắc nhẽn như vậy đó nó làm nó, nó ra cái 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 dòng sữa rất là mạnh nó làm cho đứa trẻ đôi khi sợ hãi đứa đứa đứa, đứa trẻ nó sợ bú ha rồi như vậy đó uh, sau khi mà đứa trẻ nó bú xong thì chúng tôi khuyến nghị là nên vắt hết cái sữa ở trong cái bầu vú đó ra bởi vì cơ thể chúng ta là sản xuất sữa theo nhu cầu của đứa trẻ vậy nên sau khi mà đứa trẻ bú xong chúng ta vắt tiếp cái phần sữa đó ra thì như vậy cái đợt sau cái sữa mẹ nó sẽ được được sản xuất nhiều hơn ha vì vậy nên mặc dù là bú mẹ trực tiếp nhưng mà chúng ta vẫn sẽ vắt sữa sau mỗi cử bú mẹ vâng ừ. cảm ơn bác sĩ tính đó là cái thông tin rất là bổ ích à, quý phụ huynh hãy nhớ đến điều này những uh, ông bố bà mẹ chuẩn bị làm ừ. ông bố bà mẹ hay là ừ. những bà mẹ đang cho con bú hãy nhớ những thông tin này để chúng ta có thể tạo được cái nguồn sữa tốt nhất cho con ừ. ừ. vâng thì ngày nay thì các bà mẹ cũng hay thắc mắc là vậy chúng ta nên vắt sữa bằng tay hay ừ. là chúng ta sử dụng váy máy vắt ạ thật ra mà nói sữa mà vắt bằng tay hay hay vắt bằng máy thì cái thành phần nó không thay đổi và chúng ta chọn lựa là vắt bằng tay hay vắt bằng máy thì cái đó là do cái nhu cầu của chúng ta nó đáp ứng thứ nhất là cái hiệu quả vắt sữa có tốt hay không cái thứ hai là bà mẹ có thoải mái hay không ha cái thứ ba là cái điều kiện có cho phép hay không là bởi vì đôi khi chúng ta vắt sữa mà bằng máy thì chúng ta phải có nguồn năng lượng tức là phải nguồn điện hoặc là cái pin sạc ha còn nếu mà vắt bằng tay thì chúng ta ở đều thuận tiện ở mọi nơi mọi chỗ ha và như vậy thì đối với tôi thì vắt tay bằng máy hay bằng sữa không quan trọng cái quan trọng là thuận lợi cho bà mẹ Dạ, yeah. vâng. Ừ thì các bà mẹ chúng ta hãy tự tin là ừ. nguồn sữa mẹ luôn luôn là cái là nguồn thức ăn tốt nhất cho trẻ để làm ừ. sao cho trẻ phát triển tốt nhất cả về não bộ và sự tăng trưởng và miễn dịch. Ừ. Vâng nhưng mà có một số trường hợp khi mà con đã được bú mẹ hoàn toàn ừ. nhưng mà con vẫn chậm tăng cân, không tăng cân đúng cái biểu đồ tăng trưởng đó, ừ. Thì trong trường hợp này thì chị sẽ tư vấn cho bà mẹ như thế nào à, Thì uh, nếu đứa trẻ muốn mẹ hoàn toàn mà lại không tăng cân Thì thứ nhất chúng ta xem coi cái kỹ thuật bú của bé nó đã đúng chưa Giống như hồi nãy mình nói với nếu mà cho đứa trẻ bú theo cái nhu cầu của đứa trẻ Tức là đứa trẻ muốn bú là chúng ta cho bú Như vậy đôi khi đứa trẻ nó bú liên tục ừ. như vậy thì nó muốn phần sữa trong ừ như vậy nó sẽ không lên cân tốt ha và phân nó sẽ hơi bị chua hơi bị xấu ha vì nếu cho ta coi lại kỹ thuật bú cái thứ hai là chúng ta coi bà mẹ có đủ lượng sữa hay không ví dụ như bà mẹ đang bị bệnh hoặc là bà mẹ quá là lao tâm lao lực thì nguồn sữa cũng không đủ ha bởi vì khi mà đứa trẻ mà bú trực tiếp từ sữa mẹ đó thì chúng ta không biết được cái lượng sữa đứa trẻ nó bú như thế nào chính vì vậy nên người ta đánh giá bà mẹ có đủ sữa hay xong không thì thông qua cái sự lên cân của đứa trẻ nó có phù hợp với lại cái tốc độ tăng trưởng đối với cái lứa tuổi đó hay không không. Ha. và cái thứ ba nữa là đôi khi chất lượng của sữa mẹ tức là nếu mà cái chế độ ăn của bà mẹ không đầy đủ năng lượng không đầy đủ chất thì nó cũng có khả năng ảnh hưởng đến cái chất lượng của sữa thì cũng làm cho đứa trẻ tăng cân cũng không tốt ha và cái thứ tư nữa là coi bà mẹ có bị bệnh gì hay không và cái thứ năm nữa là chúng ta coi bản thân cái đứa trẻ nó có bị bệnh nền gì hay không ví dụ như những đứa trẻ bị tiêm bẩm sinh ha như như đứa trẻ nó yếu vì nên nó không bú đủ, đủ hết xuất của đứa trẻ nó bú được như như những đứa trẻ mà khỏe mạnh bú 15 20 phút đứa bé nó không mệt nhưng mà những đứa trẻ mà tim bẩm sinh hoặc có bệnh nền nhiều khi bú có 10 phút bé nó mệt nó lả đi nên như vậy nó không bú hết cái phần sữa của bé như vậy khi mà đứa trẻ mà không tăng cân đặc biệt là những trẻ dưới 6 tháng tuổi thì chắc các anh chị cũng nên đem bé đến cơ quan y tế để chúng ta tìm con nguyên nhân là như thế nào thì chúng ta mới có khả năng thay đổi được và chúc cho đứa trẻ tăng trưởng tốt hơn vâng bác sĩ tiến vừa liệt kê cho các anh chị rất là nhiều nhóm nguyên nhân đó ừ. à, trong đó là những nguyên nhân để làm mà những nguyên nhân mà gây ra là trẻ không tăng cân đủ khi ừ. mà bú sữa mẹ không phải là do nguyên nhân sữa mẹ là kém không tốt ừ. không phải là do sữa em không mát hay sữa ừ. em không không đủ tốt cho con đó ừ. mà hầu hết là những nguyên nhân sẽ là uh, do là bà mẹ có bệnh ừ. hoặc là do bản thân đứa trẻ có bị bệnh nên ừ. chúng ta sẽ phải lưu ý những nguyên nhân này. Ừ. Ngoài ra thì tôi cũng xin chia sẻ một số thông tin cho uh, ông bố bà mẹ về chế độ ăn cho mẹ. Ừ. thì thường là bà mẹ cũng phải nên ăn bốn bữa rất là nhiều ừ. hơn uh, thông thường. Thông thường chúng ta là ăn ngày ba bữa sáng, trưa, tối. nhưng những những bà mẹ đang mang thai và cho con bú chúng ta phải thức đêm nên chúng ta ừ. sẽ phải ăn thêm một bữa tối nữa để làm ừ. sao đủ chất cho con. Đó. và thứ hai nữa là khi mà bà mẹ mà uh, vắt sữa ra ví dụ như bà mẹ không biết là con bú trực tiếp nên không biết là con bú được bao nhiêu ừ. thì chúng ta sẽ thử một lần vắt thử ra xem cái bầu sữa được bao nhiêu ừ. nếu mà cái bầu sữa đó khoảng là đâu đó khoảng 80 chục một trăm thì tức là sẽ đủ một cữ bú cho con ừ. còn nếu mà trong trường hợp cái bầu sữa đó mà chúng ta vắt ra chỉ có khoảng ba chục bốn chục thì rõ ràng là thiếu quá ừ. vâng thiếu như vậy thì con cũng sẽ không thể tăng cân được ừ. à, vậy thì nếu trong trường hợp mà sữa mẹ bị thiếu như vậy á thì chỉ có khuyến cáo gì cho bà mẹ? bởi vì chúng ta vẫn nói sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ nhỏ Vì vậy nên nếu mà bà mẹ có cái nguồn mà sinh được sữa mà an toàn Thì vẫn có khả năng dùng sữa mẹ hoặc là dùng tờ sữa mẹ từ ngân hàng sữa mẹ ha Hoặc là nếu mà chúng ta không có những cái nguồn đó Thì như vậy sữa công thức mà theo lứa tuổi thì vẫn phù hợp cho cái dinh dưỡng cho đứa trẻ Dạ, yeah, vâng thì là nếu mà bà mẹ à, rõ ràng sữa mẹ rất là tốt nhưng mà lỡ mà thiếu quá thì chúng ta vẫn phải đi tìm những nguồn sữa khác để làm sao cho con đủ lượng thì con mới lên cân được đúng không ạ? Vâng. Vậy thì bú mẹ hoàn toàn tốt như vậy nhưng mà sữa mẹ có thiếu chất gì không? Các vi chất có bị thiếu chất gì cho sự tăng trưởng của trẻ không ạ? Ừ. Trong sữa mẹ thì đặc biệt là không có vitamin D mà các anh chị biết là vitamin D thì nó ảnh hưởng đến sự hấp thu của canxi ở ruột và nó và nó làm giảm cái thất thoát của canxi qua đường và tiết niệu. Chính vì vậy nên nếu mà không không cung cấp được ừ. vitamin D thì đứa trẻ nó sẽ nguy cơ bị còi xương. Vì vậy nên đối với những trẻ bú mẹ hoàn toàn bắt buộc phải phơi nắng hoặc là phải bổ sung vitamin D hàng ngày. À, vâng. còn trong trường hợp những trẻ mà xanh non hoặc ừ. là trẻ bị chậm tăng trưởng trong tử cung, sinh ừ. ra nhỏ hơn tuổi thai thì những trẻ này á, thì rõ ràng là cái nhu cầu dinh dưỡng rất là cao. Ừ. Thì ở trong giai đoạn này chúng ta cần lưu ý điều gì? Ừ. À, thì ừ. các anh chị biết rằng trẻ xanh non nhẹ cân thì hệ miễn dịch của các bé nó không có được tốt chính vì vậy nên sữa mẹ là cái 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 nguồn dinh dưỡng ưu tiên nhất cho những cái cái nhóm trẻ này vì vậy nên giống như hồi nãy bác sĩ Dương cũng nói là nếu mà chúng ta không có sữa mẹ thì chúng ta có khả năng xin sữa mẹ từ bà mẹ khác hoặc là từ ngân hàng sữa mẹ hoặc cùng lắm thì chúng ta dùng sữa uh, dành cho trẻ săn non nhẹ cân bởi vì cái nhu cầu dinh dưỡng đối với lại trẻ săn non nhẹ cân thì về đạm nè về uh, các chất khoáng nó cao hơn là so với lại trẻ đủ tháng vì vậy nên vẫn khuyến nghị là dùng sữa săn non nhẹ cân cho những cái đứa trẻ mà săn non nhẹ cân thì nó tốt hơn ha. và tuy nhiên là những cái đứa trẻ này cái tốc độ tăng trưởng nó rất nhanh và những cái đứa trẻ xanh sơ sinh này nó tăng hơn là 30 mươi gram trong một ngày chính vì vậy nên để coi bé nó có tăng trưởng tốt hay không thì bà mẹ phải uh, kiểm tra cái cân nặng của con hàng tuần ha và nếu mà trường hợp hai tuần mà con không lên cân không lên cân á thì như vậy chắc nên đem đến uh, bệnh viện hoặc cơ sở y tế để coi coi bé nó vì nguyên nhân gì mà đứa trẻ nó không lên cân ha bởi vì cái triệu chứng lâm sàng mà khi mà đứa trẻ xanh non nhẹ cân mà bị bệnh nó, nó không có uh, rầm rộ giống như những đứa trẻ đủ tháng ha và cái yếu tố mà đứa trẻ nó bú kém là một trong những cái dấu hiệu mà có khả năng là bệnh nặng của đứa trẻ xanh non nhẹ cân ừ. à, Vâng, cảm ơn thông điệp của ừ. bác sĩ Tính. Ừ. Các ông bố bà mẹ hãy nhớ thông điệp này nha. Tại vì trẻ xanh non nhẹ cân tức là cái phần nhu cầu dinh dưỡng vô cùng quan trọng chúng tôi hay ví là đó là một cấp cứu về dinh dưỡng tại vì lúc này là trẻ đang tăng trưởng trong bào thai thì là cái nguồn dinh dưỡng từ nhau thai rất là lớn và bây giờ bị cắt đột ngột trẻ bị xanh non ra thì là cái nhu cầu dinh dưỡng rất là cần phải bổ sung rất là cao và trong khi trẻ lại yếu nữa nên là nếu mà trẻ gặp bất kỳ vấn đề nào chúng ta cần phải đưa trẻ đến bệnh viện để được kiểm tra ngay Ừ. À, thì trong phần mà uh, dinh dưỡng trong 6 tháng đầu đời này thì chúng tôi uh, xin gửi đến thông điệp đến cho ba mẹ quý phụ huynh đang ngồi theo dõi chương trình đó là sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ và chúng ta một cữ bú đủ no tức là trẻ sẽ uh, tăng cân tốt theo biểu đồ tăng trưởng đó, chúng ta cố gắng tận dụng nguồn sữa mẹ để có thể chăm sóc cho con được tốt nhất qua giai đoạn này rồi nếu mà giai đoạn khi mà trẻ đạt được năm sáu tháng rồi thì ừ. có vẻ như nguồn sữa mẹ không còn đủ nữa và chúng ta phải chuyển qua giai đoạn ăn dặm. Ừ. Vâng, thì giai đoạn ăn dặm được tính từ lúc là trẻ tròn khoảng 5-6 tháng cho tới lúc 2 tuổi đó là một giai đoạn rất là dài và uh, có những cái độ thô của chế độ ăn rất là khác nhau uh, đòi hỏi ba mẹ cần phải kiên nhẫn có được cái kế hoạch và lộ trình để biết được rằng là để việc ăn để việc tập ăn dặm cho con được nhẹ nhàng thuận lợi và giảm sự lo lắng căng thẳng hơn. Tức là ba mẹ phải chuẩn bị tinh thần để cho cái câu chuyện này. đó Thì thưa bác sĩ là thời điểm ăn dặm là thời điểm nào khi ba mẹ biết được là con mình đã sẵn sàng cần phải ăn thêm những món khác? Ừ. À, theo Tổ chức Y tế Thế giới thì họ khuyến nghị nên cho trẻ ăn dặm hay gọi là ăn bổ sung tức là ngoài sữa mẹ khi mà trẻ tròn 6 tháng tuổi. À, tại sao người ta lại khuyến nghị như thế? Bởi vì nhiều nghiên cứu người ta thấy rằng là cái nguồn dự trữ sắt hoặc kẽm từ mẹ sang con thì hầu như nó cạn kiệt khi mà đứa trẻ tròn 6 tháng tuổi mà trong khi đó trong sữa mẹ thì hai cái vi chất này những vi chất này nó không có đủ chính vì vậy nên và cái nguồn năng lượng của sữa mẹ lúc đó cũng không còn cung cấp đủ cho đứa trẻ tăng trưởng chính vì vậy nên khi tròn 6 tháng tuổi thì tổ chức y tế thế giới người ta khuyến nghị là nên cho đứa trẻ ăn thêm ngoài sữa mẹ ăn dặm hoặc là ăn bổ sung thêm ha còn những cái dấu hiệu nào cho chúng ta thấy rằng cái đứa trẻ đó nó đó sẵn sàng để được ăn dặm. Thứ nhất là các mức phát triển về vận động của đứa trẻ phải có, tức là người ta thấy rằng đứa trẻ nó phải giữ được cái cổ thẳng ha. Cái thứ hai đứa trẻ có khả năng ngồi hoặc là có sự hỗ trợ của cái người cho ăn ha. Cái thứ ba là cái 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 cái, cái chuyển động của cái cái lưỡi, chuyển động của cái miệng đã khá là linh hoạt và cái thứ tư là cái phản xạ nuốt của đứa trẻ nó phải tốt ha thì như vậy và ngoài ra và người ta thấy rằng cái đứa trẻ có vẻ là nó thích thú thức ăn của bà mẹ, tức là người ta nhìn ánh mắt của đứa trẻ nó nhìn theo thức ăn của bà mẹ, nó muốn với tới ha thì người ta thấy rằng những cái dấu hiệu đó chứng tỏ rằng cái đứa trẻ nó đã sẵn sàng chuẩn bị uh, để ăn dặm. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Tín. Thì anh chị thấy đó, bác sĩ Tín đã đưa cho mình một số những cái uh, dấu hiệu để chúng ta biết được là con chúng ta đã sẵn sàng ăn dặm. Một số bà mẹ uh, hơi lo lắng tức là chúng ta cứ nhớ cái mốc là trên 6 tháng mới được ăn dặm ừ. nhưng thực ra là chúng ta cái thời điểm ăn dặm sẽ rơi đâu đó vào tầm khoảng 5 đến 6 tháng chứ không ừ. phải chính xác là phải đợi đúng 6 tháng hoặc sau 6 tháng con mới được ăn dạ. Yeah. Vâng thì uh, nhà bác sĩ giải thích rõ hơn về các mốc uh, làm sao để cho các con uh, biết được là con mình đang ăn uh, nhai nghiền thức ăn như thế nào để chúng ta có thể tăng được cái độ thô dần của cái thức ăn dặm để đứa trẻ mà ăn dặm tốt đó thì nó có ba yếu tố ảnh hưởng đến cái hiệu quả của cái việc ăn dặm. Thứ nhất là cái vận động thô, vận động tinh của đứa trẻ ha. Đó thì cái ví dụ như cái đứa trẻ thì các anh chị thấy rằng đó là người ta thấy rằng là khi 6 tháng tuổi đó thì cái đứa trẻ nó cầm thức ăn nó có cầm nguyên bàn tay ha nhưng mà từ 9 tháng tuổi bắt đầu nó cầm thức ăn được bằng hai ngón, ngón cái và ngón trỏ. Như vậy là nếu mà trường hợp mà chúng ta cho ăn dặm mà chúng ta muốn cho cái đứa trẻ nó tự ăn, nó tham gia vào quá trình ăn, nó tự bóc. thì như vậy cái thức ăn á, chúng ta chuẩn bị làm sao mà nó phải dài, nó hình trụ để đứa trẻ cầm nguyên được cái thức ăn ăn. ha và khi mà chín tháng tuổi thì người ta làm thức ăn nhỏ hơn để cái đứa trẻ có khả năng bóc được. ha đó. Ờ, và cái thứ hai nữa là cái gì? cái thứ hai nữa là cái động tác nuốt của đứa trẻ, ha. tức là cái vận động mà về miệng với lưỡi của đứa trẻ. ví dụ như những đứa trẻ dưới 4 tháng tuổi, nếu các anh chị có con nhỏ, các anh chị sẽ chú ý thấy các em nó có cái phản xạ là nó đẩy lưỡi ra ngoài. Ha, đẩy lưỡi ra ngoài thì như vậy thức ăn mà chúng ta cho ăn dặm sớm quá trước 4 tháng tuổi Thì đứa trẻ nó đâu có nuốt được đâu Tại vì cái phản xạ nó vẫn đẩy ra ngoài mà nó chỉ nuốt được thức ăn lỏng thôi Nếu mà chúng ta tập ăn dặm mà từ 5 tháng rưỡi thì người ta vẫn khuyên là bởi vì á cái thời gian tập ăn dặm nó phải mất 2 tuần nó mới ăn chính thức được ha vì vậy nên đó, thì khi mà tập ăn dặm người ta bao giờ cũng khuyến nghị là sao nó phải mềm tại vì cái đứa trẻ lúc đó nó chưa có răng như vậy cái đứa trẻ nó ăn cái thức ăn dặm nó chỉ nghiền thức ăn là chính thôi như vậy nó nghiền bằng lưỡi và bằng nướu là chính như vậy cái thức ăn của các anh chị nó phải thật mềm ha cái nó phải thật mềm ha và nó phải có độ sệt mà tương đối lỏng để cho đứa trẻ nó nuốt tốt được ha rồi sau đó đứa trẻ nó mọc răng khi đứa trẻ mọc răng thì bắt đầu là nó nhai ha nó nhai nhưng mà nó chưa nhai tốt khi có răng hàm nó mới nhai tốt được như vậy cái đứa trẻ đó nó sẽ nhai bằng cái răng cửa của nó thôi như vậy cái thức ăn có khả năng là nó sẽ đặc sệt hơn một chút xíu ha và nó hơi nó không mịn nữa mà nó còn hơi thô chút xíu ha và cho đến khi nào cái đứa trẻ nó có răng hàm rồi thì có khả năng các anh chị cho ăn thức ăn cứng chút xíu như vậy đứa trẻ mà để nó ăn tốt cái thức ăn dặm của đứa trẻ thì bà mẹ phải quan sát thứ nhất là cái đứa trẻ nó phát triển về cái vận động tinh thô của nó đã phù hợp với cái thức ăn mình cho hay không ha ví dụ như cái đứa trẻ nó chưa nắm bắt được mà chúng ta ừ. cho ăn thức ăn cứng làm sao mà nó nắm nó cầm để nó ăn ha rồi cái thứ hai là các anh chị phải xem là cái thức ăn của mình uh, chuẩn bị cho đứa trẻ có phù hợp với lại cái 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 phát triển của đứa trẻ hay không ha ví dụ như cái đứa trẻ chưa có răng Ha, mà chúng ta cho thức ăn cứng thì nó đâu có ăn được ha. Được. Rồi cái thứ ba nữa là chúng ta cung cấp cái dụng cụ ăn uống hoặc là cái chỗ ngồi bàn ăn uống đã phù hợp với cái đứa trẻ trẻ chưa ha ví dụ như 9 tháng tuổi là người ta thấy bắt đầu đứa bé nó cầm cầm uh, cầm muỗng được rồi cầm đũa được rồi ha thì người ta sẽ tập cho nó nhưng mà nếu trước đó cái 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 hai cái ngón tay nó chưa có vận động tốt được nó chỉ nắm được nguyên bàn tay thì như vậy nếu chúng ta đưa cái dụng cụ ăn uống đứa trẻ cũng không sử dụng được vì vậy nên ý người ta nói là sao để cho cái đứa trẻ mà cái thức ăn nó phải phù hợp với lại cái sự phát triển của đứa trẻ ha nó phải, nó phải phù hợp với lại cái kinh nghiệm của đứa trẻ đứa trẻ đầu tin nó nuốt tốt, sau đó là nó nghiền tốt, sau đó nó nhai thức ăn tốt ha và cuối cùng là cái môi trường ăn uống của đứa trẻ, cái không khí ăn uống nó phải thân thiện, nó phải vui vẻ ha. Nó 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 động viên cho cái đứa trẻ tham gia khám phá cái thức ăn chứ không có gây cái ác cảm đối với thức ăn. À. Vâng cảm ơn ừ. bác sĩ Tiến. Đây là những cái ý rất vô cùng quan trọng để ừ. cho phụ huynh không có bị hoang mang. Ừ. Nhiều phụ huynh rất là lo lắng không biết là nên nấu đặc hơn một chút hay ừ. là nấu loãng hơn thì con ăn ừ. dễ hơn đúng không ừ. đó thì bác sĩ tiến vừa giải thích cho các anh chị là phụ thuộc vào con của mình ừ. đó, thì tôi cũng xin uh, tóm tắt lại là một số ý là trong vòng ví dụ từ 5 cho tới 6 tháng thì thông thường là trẻ chỉ có cử động là há miệng và nuốt ừ. Đó, ừ. chưa có cử động nhai ừ. đó rồi đến khoảng từ 7 tháng cho tới lúc một tuổi thì lúc đó trẻ sẽ nhai bằng núm hoặc ừ. là nhai bằng lưỡi, ừ. dạ như là lúc đó là dùng dùng nú không phải dùng từ nhai mà phải là nghiền thức nghiền, ăn, nghiền, đúng nghiền rồi thức ăn. nghiền thức ăn bằng ừ. uh, nú hoặc bằng lưỡi đó. Ừ. Rồi sau đó khi mà bộ răng của trẻ bắt đầu tốt hơn rồi thì ừ. bắt đầu trên một tuổi trẻ bắt đầu có cái cử động nhai ừ. đó, là đó là những cái mốc quan trọng đó để cho phụ huynh có thể rõ ràng hơn để cho ừ. tăng dần độ thô cho con. Ừ. Và khi mà con ăn với gia đình á, thì nhiều phụ huynh nhiều khi là người lớn thì hay ăn cứng hơn đúng không? Ừ. Nên là nếu mà chúng ta nấu cơm cho trẻ mà dùng uh, cứng như vậy cái độ cứng như vậy thì chắc chắn là trẻ cũng không không có thể mà ăn được ừ, dạ. ừ. nên là quý phụ huynh mà có con mà lớn hơn một xíu khoảng giai đoạn từ 1 cho tới 2 tuổi hoặc thậm chí là có nhiều bé ba bốn tuổi nhưng vẫn thích vẫn thích, vẫn thích ăn mềm hơn ừ. thì chúng ta hãy uh, làm sao mà làm sao để cho trẻ ăn được cái phần uh, thức ăn thô đấy chứ đừng có để ừ. ăn cứng quá như người lớn thì trẻ chưa có nhai được ừ, dạ. đó là một trong những nguyên nhân uh, biến ăn Ừ. hoặc là những trẻ bị mòn răng á chị ừ, đúng không ừ. đó, khi khám uh, khi khám trẻ thì chúng ta cũng phải khám toàn diện để xem là răng của trẻ có vấn đề gì hay không ừ. chúng ta phải đi nha sĩ tại vì những trẻ mòn răng thì rõ ràng cái khả năng nhai nó cũng bị hạn chế ừ. và lúc đó ba mẹ cũng phải cung cấp cái đồ mềm hơn nha ừ. vâng thì chị có lời khuyên nào cho ba ông bố bà mẹ về cái số lần ăn số bữa ăn ừ. đó, khi nào chúng ta cần tăng cái số bữa ăn lên cho trẻ ừ. và uh, quy tắc ngồi bàn ăn như chị nói là tạo môi trường cho trẻ làm sao cho trẻ không bị ác cảm thân thiện với trẻ thì cái môi trường quy tắc bàn ăn đó thì chúng ta nên tạo như thế nào ừ. à, thì số lần ăn á có nhiều nghiên cứu người ta thấy rằng nếu mà chúng ta cho đứa trẻ ăn thường xuyên quá thì người ta tính vào cái 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 tổng của khẩu phần ăn của ngày hôm đó nó là ít hơn so với là những đứa trẻ ăn đúng số lượng thôi thì người ta vẫn khuyên rằng đó là đứa trẻ vẫn phải có ba cử chính tức là ăn sáng, ăn trưa và ăn tối. Ngoài ra có từ 2 đến 3 bữa phụ tùy theo từng bé ha. Bữa phụ là nó giữa các cử chính, ví dụ như ở trường học thì các bé nó vẫn có hai cử phụ ha và về tối tối là ăn tối ở nhà là cử cử tối. Ha, là thứ chính và một bữa phụ trước khi đi ngủ thì cũng có khả năng cho uống sữa hoặc chế phẩm của sữa hoặc là uh, một cái cái bấm gì đó trước khi đi ngủ ha, thì người ta vẫn khuyên là khoảng uh, như vậy chúng ta sẽ có ba cửa chính hai đến hai đến ba cửa phụ một ngày ha còn về cái quy tắc bằng ăn là sao quy tắc bằng ăn tức là bằng ăn cái đĩa của đứa trẻ thứ nhất là nó phải đa dạng thức ăn ha và nó phải có cái tỷ lệ hài hòa nó phải đủ bốn nhóm tức là đàm, đường béo ha và uh, và và, và chất khoáng tức là chất sơ ha và cái tỷ lệ nó phải hòa hợp với nhau tức là nếu mà cái đứa trẻ cái nhu cầu của đứa trẻ nó về đạm mà các anh chị dư ra nó chỉ không có tốt cho đứa trẻ ha như vậy cái tỷ lệ đạm đường béo nó phải phù hợp với từng lứa tuổi ha và cái cuối cùng là cái quy tắc về cái 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 giờ ăn của đứa trẻ đó thì cái giờ ăn của đứa trẻ nó phải là đúng giờ bởi vì người ta thấy rằng nếu mà cứ đúng giờ chúng ta cho đứa trẻ ăn thì nó sẽ đạo được một cái phản xạ ăn. Cứ đến giờ đó là đứa trẻ nó sẽ có cảm giác đói và cái men tiêu hóa nó tiết ra tốt hơn. Như vậy cái đứa trẻ nó sẽ cảm nhận được cái đói và nó ăn và như vậy khi mà đứa trẻ nó ăn cái thời lượng khoảng 30 phút thôi, người ta khuyến nghị khoảng 30 phút thì như vậy cái đứa trẻ nó dần dần nó sẽ cảm nhận được cái cảm giác no. Ha, và nó sẽ làm giảm cái ác cảm đối với thức ăn bởi vì cái bữa ăn mà kéo dài ra quá dài hơn 30 phút thì thứ nhất thức ăn nó vữa thì như vậy cái 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 vị của nó đã không ngon thì như vậy nó làm cho cái đứa trẻ nó lại không thích ăn ha vì vậy nên cái bữa ăn người ta khuyến nghị là gói gọn trong vòng 30 phút ha và cái quan trọng là cái đứa trẻ nó có thích thú ăn hay không thì nó phải đói nó mới ăn được đúng không các anh chị thì nếu như vậy người ta khuyến nghị rằng hai tiếng đồng hồ trước bữa chính thì đừng cho đứa trẻ nó ăn vặt hoặc cho ăn uống bất kỳ thức ăn gì ừ. bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cảm giác đói và cái 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 khẩu vị của đứa trẻ trong bữa ăn chính ha dạ ừ. vâng cái đây là thông điệp vô cùng quan trọng luôn cái phụ huynh cũng phải nhớ cái giờ ăn ừ. thực ra là cũng cũng khó thực hiện đấy em thấy ừ. là một số phụ huynh khi mà đưa con tới khám á, thì ừ. hay Thảo nói rằng là uh, con ăn hết cả hai ba tiếng đồng hồ Ừ. lý do là trong vòng khoảng nửa tiếng đồng hồ con ăn ít quá nên ba mẹ rất là sót mong ừ. muốn là tiếp tục đút cho con tiếp tục cho con ăn ừ. thì để con ăn được cái lượng nhiều hơn, ừ. dạ. nhưng mà như bác sĩ tiến vừa nói ha, cái, cái cái ba mẹ không nên như vậy ừ. nếu chúng ta làm theo chúng ta kéo quá dài cái bữa ăn đó thì chúng ta lại mất cữ sau ừ. đó, hoặc là chúng ta sẽ gần gần con sẽ càng biến ăn hơn đó, ừ. nên trong một cái nguyên tắc vô cùng quan trọng đó là chúng ta giữ cái giờ ăn là khoảng từ 20 cho tới 30 phút thôi ừ. Đây là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến phụ huynh ừ. là, là giờ nào thức đó ừ. giống như là khi mà trẻ đi nhà trẻ đó ừ. thì là đến giờ ăn thì cô cũng dọn đồ ăn ra cho ừ. các bé sau đó các bé ăn trong khoảng là 20 phút 30 phút rồi sau đó bé nào mà ăn kém quá thì cô cũng phải dọn đi thôi ừ. chứ cô cũng không thể nào mà để trò cho qua giờ ngủ chưa được, ừ. đó giờ nào thức đó. À, vâng, thì nãy bác sĩ tín có nhấn mạnh thêm một điểm nữa là về cái tỷ lệ uh, thành phần thực phẩm ở ừ. trong một cái bữa ăn cho bé, ừ. thì uh, nhiều khi ba mẹ cũng hạo hạo lường đồ ăn lên cho con có thể ừ. là có đầy đủ các thành phần, nhưng ừ. mà chúng ta nên ước lượng như thế nào để để con có được đủ cái chất đạm, đường, chất béo và ừ. các vitamin, khoáng chất cho bé. Ừ. À, thì uh, có một cái 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 ừ. vấn đề mà tôi thấy là hay gặp trong phòng khám, tức là cái đứa trẻ nó càng biến ăn càng suy dưỡng, thì bố mẹ lại ép cho nó ăn thịt, ăn tôm, ăn cá nhiều hơn, và như vậy một cái chén ừ. chén cơm thì ít, mà thịt cá thì nhiều hoặc là 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 cháo thì ít thịt cá thì nhiều thì như vậy cái độ nhám nó tăng lên và như vậy cái đứa trẻ nó lại càng không thích ăn ha vì vậy nên người ta mới khuyến nghị là trong một chén cháo của đứa trẻ đó mà dưới một tuổi đó thì mình có khoảng 3 muỗng thịt tức là cái muỗng ăn canh gạt ngang á nó là 10 gram như vậy một chén nó khoảng có 30 mươi gram thịt ha hai muỗng canh rau ha nó khoảng 20 mươi gram rau ha và khoảng 5 gram chất béo bằng dầu mỡ gì cũng được cả 5 gram là nó khoảng 10 ml ha đó và nói chung là cái uh, thức ăn của đứa trẻ thì chúng ta phải quan tâm đến cái lù đạm là tức là thịt cá tôm tép có đủ hay không ví dụ như trẻ dưới 5 tuổi thì khoảng 100 gram một ngày ha trẻ khoảng 6 tuổi đến 7 tuổi thì khoảng trăm rưỡi gram một ngày ha từ bắt đầu từ 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 7 7 8 tuổi trở lên thì có khoảng 200 đến 200 g một ngày ha mà trẻ trên 10 tuổi thì khoảng 250 gram một ngày chứ cũng không cần phải nhiều hơn ha. Rồi còn cái lượng chất béo thì lượng chất béo nó phụ thuộc vào cái tình trạng dinh dưỡng hiện tại của đứa trẻ. Ví dụ như cái đứa trẻ suy dưỡng thì cái lượng chất béo nó phải tăng lên so với lại những đứa trẻ bình thường nên chúng tôi hay khuyến nghị là có một muỗng canh dầu ăn trong một bữa ăn của đối với những cái đứa trẻ mà chưa tăng cân tốt ha. Còn những cái đứa trẻ béo phì thì các anh chị có khả năng cũng không cần phải bổ sung chất béo ha. Tuy nhiên cái lượng sữa là vẫn phải đủ bởi vì uh, như các anh chị biết là cái tăng trưởng chiều cao của cái trẻ dưới 3 tuổi thì nó rất là nhanh. Vì vậy nên cái lượng sữa khuyến nghị là không có nên dưới uh, 5 5 đến 6 đơn vị sữa một ngày. Một đơn vị sữa là nó tương đương là cái nguồn canxi có trong 100 ml sữa, nó sẽ bằng khoảng một hũ sữa chua hoặc nó bằng một cục phô mai của đầu bò đó là khoảng 15 g. Thì như vậy các anh chị cộng lại miễn sao cái đứa trẻ đừng có dưới 6 đơn vị ha đối với lại trẻ nhỏ vâng, yeah, cảm ơn bác sĩ Tín. đó là những thông tin vô cùng chi tiết và ừ. vô cùng dễ đo lường ừ. đó tôi nhắc lại các anh chị hãy nhớ ha đó là trong một cái chén cháo là ừ. khoảng 200 g gram hoặc 200 trăm ml đó thì chúng ta sẽ có ba muỗng thịt hoặc là cá ừ. đó hai muỗng canh rau và một muỗng là dầu ăn À, chúng ta cứ nhớ tỷ lệ ba hai một như vậy, nó chúng ta chế biến vào thì chúng ta sẽ có được một cái tỷ lệ cân đối. Và lượng sữa chúng ta sử dụng bác sĩ tiến cũng đã nhắc cho các anh chị vô cùng dễ đo lường đó là 5 tới 6 đơn vị sữa một ngày dành cho các bé. Và giờ, nhưng mà các ông bố bà mẹ cũng hơi lo lắng một chút là khi nào con bắt đầu ăn được thịt heo, khi nào thì con bắt đầu ăn trứng hoặc khi nào con ăn cá hoặc ăn tôm chúng ta có cần phải có cái lộ trình theo tháng tuổi hay không ạ? ngay từ đầu tổ chức y tế thế giới họ đã khuyến nghị là 6 tháng đứa trẻ nó phải được ăn dặm nhưng mà ý người ta nói là ăn dặm thật sự chứ không phải là tập ăn dặm ha vì vậy nên nó bình thường ở như đồng một chúng tôi hay khuyến nghị là tập ăn dặm từ khoảng từ 5 tháng rưỡi thậm chí 5 tháng ha, là tập ăn dặm bởi vì cái thời gian mà chúng ta tập ăn dặm chính là cái thời gian chúng ta cho cái đứa trẻ nó tập từng món một để chúng ta coi cái phản ứng của đứa trẻ đối với lại cái thức ăn nó như thế nào ha và người ta khuyến nghị là chúng ta sẽ tập hết tất cả trứng, sữa, thịt ha, đối với trẻ 6 tháng tuổi bởi vì khi mà 6 tháng tuổi thì cái nguồn dự trữ sắc và kẽm cũng giống như vitamin A từ từ mẹ sang con nó đã hết. Vì vậy nên nếu mà chúng ta càng kéo dài cái thời gian thì như vậy cái đứa trẻ nguy cơ lại càng thiếu vi chất. Và khi mà tập thức ăn thì chúng ta tập từng loại thức ăn một, ví dụ như các anh chị tập cho đứa trẻ ăn trứng thì ngày hôm đó chỉ được ăn trứng thôi ha và người ta phải tập 3 ngày liên tục để người ta coi cái đứa trẻ nó có dị ứng với trứng hay không ha. Rồi các anh chị tập trứng xong thì các anh chị uh, tập những cái cá thịt tập được hết ha tuy nhiên á, là khi mà tập thì chúng ta phải tăng cái lượng dần 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 lên ví dụ như cái đứa trẻ chưa bao giờ ăn thịt thì có khả năng ngày đầu tiên các anh chị dùng có một muỗng thôi các anh chị cho bé nó tập ha nhưng mà như các anh chị biết rằng 6 tháng tuổi là các bé nó nghiền thức ăn chứ nó không phải nhai thức ăn thì nếu như vậy thịt đó, thì chúng tôi vẫn khuyến nghị là thịt tươi bầm xong chúng ta tán nước lạnh xong rồi chúng ta hãy nấu thì như vậy cái xác thịt nó mềm nó không khô thì đứa trẻ ừ. mới nghiền bằng răng bằng lợi bằng lợi được ha. chứ chứ bé nó chưa nhai được ha nên chúng ta chỉ chú ý một số cái chi tiết đó thôi ha như vậy là 6 tháng tuổi các bé có khả năng ăn thịt ăn cá ăn trứng ăn hết tất cả mọi thứ ha ừ. vâng các ông bố bà mẹ có vẻ thở phào nhẹ nhõm ừ. tại vì nhiều khi đâu đó đọc thông tin ở đâu đó thấy rằng ừ. là à đến 7 tháng hay là 8 tháng chúng ta mới bắt được được ăn thịt hoặc ừ. là trễ hơn thì ừ. giờ, hoặc là 9 10 tháng mới được ăn cá biển hay ừ. thì những thông tin đó là không còn chính xác nữa và ừ. bác sĩ Tiến đã à, nhấn mạnh lại cho các quý phụ huynh chúng ta biết được rằng là à, bắt đầu từ 6 tháng là chúng ta ừ. đã có thể ăn được tất cả các loại đạn bổ sung cho bé ừ. với tỷ lệ phù hợp và ừ. với cách chế biến phù hợp. Ừ. Dạ. Vâng, còn một à, ý nữa chắc chắn là nhiều ông bố bà mẹ cũng băn khoăn đó là cái phần gia vị nêm nếm cho bé ừ. thì uh, chúng ta biết được rằng là uh, dưới một tuổi thì chúng ta không nêm mắm hoặc muối đó nhưng mà khi mà trẻ trên một tuổi thì chúng ta sẽ sử dụng các loại gia vị như thế nào để chế biến cho bé ạ ừ. uh, chúng ta cũng biết nguyên nhân tại sao mà trẻ dưới một tuổi chúng ta không nêm nếm là bởi vì thứ nhất là cái chức năng thận của đứa trẻ nó chưa được hoàn thiện À, cái thứ hai nữa là cái nhu cầu natri á, mà cho đứa trẻ đó dưới 6 tháng tuổi nó đã đủ ở trong cái nguồn sữa tại trẻ dưới 6 tháng tuổi chắc chắn là uống trên 500 ml sữa một ngày và natri trong 500 ml sữa đã cung cấp hoàn toàn cái nhu cầu natri của đứa trẻ vì vậy nên nếu mà chúng ta nêm muối thêm vào trong thức ăn như vậy chúng ta sẽ làm nặng gánh cho cho thể bài tiết của đứa trẻ như vậy lại không tốt cho đứa trẻ ha nhưng mà sau một tuổi rồi thì chúng ta được quyền nêm nếm à, tuy nhiên cái khẩu vị người Việt Nam chúng ta đó thì chúng ta ăn mặn so với lại thế giới ví dụ như tổ chức y thế giới người ta khuyến nghị một ngày á thì chỉ nên ăn khoảng dưới 5 gram muối một ngày nhưng mà người Việt Nam chúng ta đó trung bình là ăn trên 12 hai muối một ngày ha vì vậy nên cái thói quen của mình là mình ăn mặn gấp đôi, đôi luôn đấy và chúng ta là hay nêm nếm là bột ngọt nè bột nêm là đường vào trong thức ăn thì các anh chị thấy rằng những cái vị đó nó sẽ làm ác cái vị mặn đi đúng không? Mà khi ác cái vị mặn đi thì vô hình chung chúng ta lại cho nhiều muối hơn mà chúng ta không cảm nhận được chúng ta cho muối nhiều. Ha? Vì vậy nên cái cái thói quen mà ăn nhạt thì chúng ta nên tập cho cái đứa trẻ nó ngay từ lúc mà nó càng nhỏ khi càng nhỏ thì như vậy nó dễ thích nghi hơn. Ha. Vì vậy nên tuy nhiên ăn uống là nó là khẩu vị Ha, đó là cái sự khoái khẩu của từng người vì vậy nên nếu mà trường hợp chúng ta nấu mà chúng ta không cho đường chúng ta không cho bột ngọt chúng ta ăn chúng ta không thấy ngon thì cái đó cũng cũng khó cho gia đình tuy nhiên nếu mà về y học về uh, cái hành vi ăn uống tốt thì vẫn không khuyến nghị là dùng đường hoặc dùng bột ngọt bởi vì nó làm ác cái vị mặn thì khi ác vị mặn chúng ta lại tăng cái lượng muối lên ha thì cái đó là tùy theo chúng ta chọn lựa thôi ha. Ừ. Ừ. vâng thì thông điệp ừ. của chúng tôi qua cái phần này là chắc chắn trẻ nhỏ dưới một tuổi thì chúng ta không nêm nếm gì rồi chúng ta ừ. sẽ sử dụng vị ngọt hoặc là vị từ thịt cá của ừ. bản thân từ thịt cá và từ đồ ăn của bé còn nếu khi những trẻ lớn và gia đình chúng ta thì tổ chức thế giới đã khuyến cáo chúng ta phải ăn dưới 5 gam muối một ngày ừ. để làm sao bảo vệ thận và bảo vệ cái phần vấn đề tim mạch tăng huyết ừ. áp của chúng ta sau này Đó. thì uh, nếu mà chúng ta nêm nếm thì chúng ta sẽ nêm nếm vừa vị thôi đừng ừ. có cố gắng là nêm nếm quá nhiều vị trong đó và uh, hạn chế chúng ta chấm mắm mặn đúng không ừ. chúng ta có thể là pha loãng ra hoặc là chúng ta ừ. dùng những cái mắm nó không có bị vị mặn quá để chúng ta quen dần cái vị và bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cho bé của chúng ta ừ. uh. Uh, chúng tôi cũng cố gắng là tổng hợp tất cả những câu hỏi của quý phụ huynh uh, về các vấn đề ăn dặm này trong quá trình mà chúng tôi tư vấn về dinh dưỡng cho bé thì uh, một số quan điểm các phú, quý phụ huynh cũng hay còn vẫn lấn cấn thắc mắc đó là chúng ta có nên sử dụng nước hầm xương hoặc nước hầm rau củ để chế biến đồ ăn cho bé hay không À, thật sự nói thì cái nước hầm xương á, là nó có vị unami tức là vị ngọt từ thịt ha, hoặc là nước hầm à, hầm hầm thịt cũng vậy tuy nhiên á, về chất dinh dưỡng thì nó lại không có đạm nó không có sắt không có kẽm ở trong cái nước hầm xương cũng nước hầm thịt ha, cũng giống như là nước hầm rau tuy nhiên à, như nước hầm thịt nước hầm xương hoặc nước à, nước hầm rau cũ á, thì nó đưa đến cái vị ngọt tự nhiên nó làm cho cái vị giác chúng ta à, chúng ta có cảm nhận được cái vị thức ăn nó ngon hơn ha vì vậy nên các anh chị vẫn dùng được chứ không phải dùng không dùng ha vùng dùng dùng được cho trẻ tuy nhiên chúng ta phải nhớ rằng là trong đó nó không có cái 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 protein tức là nó không có những cái axit amin thiết yếu cho đứa trẻ và nó cũng không có những cái 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 vi chất quan trọng cho đứa trẻ là sắt và kẽm thì như vậy chúng ta vẫn phải bắt đứa trẻ ha chúng ta phải phải tập cho đứa trẻ ăn được cái xác thịt ha mà chúng ta vẫn giữ sử dụng được cái đó ha Dạ, yeah, vâng, yeah. đúng rồi. Và yeah. rất nhiều quý phụ huynh cũng bị lấn cấn yeah. rằng là mọi người bảo trước đây thì bảo nước hầm xương thì tốt, yeah. sau này lại bảo nước hầm xương không tốt nữa. Yeah. Nhưng bác sĩ Tín đã giải thích cho các anh chị lý do vì sao. Đó yeah. là nước hầm xương thì vẫn tốt bình thường, tuy nhiên là không có đủ chất đạm và đủ các yeah. vi chất khác. Nên chúng ta vẫn phải cho trẻ ăn đầy đủ à, bằng cách là bổ sung thêm sát thịt và thêm yeah. cá chứng à, ừ. thì mới ừ. đủ đạm cho bé được. Ừ. À, một số bé thì có khuynh hướng là chỉ thích ăn một số món này. đó ừ. à, Các bà mẹ tới nói là cháu chỉ ăn thịt hoặc không ăn cá, ừ. hoặc là có nhiều bé còn chỉ ăn cơm với nước tương không, ừ. à, hoặc là chỉ ăn cơm với canh thôi không chịu nhai thịt ừ. cá gì cả. đó ừ. à, Thì theo uh, chúng ta sẽ phải tư vấn như thế nào với, đối với những trường ừ. hợp những bé này? À, những đứa trẻ đó người ta gọi là kén chọn thức ăn. Ha. có những đứa trẻ mà kén trọn nhẹ nhàng thì nó vẫn chấp nhận trên 15 món thức ăn có những cái đứa trẻ nó chỉ chấp nhận được một hai món thôi thì cái đó là kén ăn nặng ha thì uh, uh, các anh chị thấy rằng đó là các thức ăn chúng ta phải ăn đa dạng thì vì mỗi loại thức ăn nó có thành phần axit amin khác nhau nó có những cái vi chất khác nhau nên khi chúng ta ăn đa dạng như vậy thì thức ăn nó sẽ hỗ trợ cho nhau ha nó sẽ bảo đảm cho cái đứa trẻ nó vừa đủ các axit amin thiết yếu ha. nó vừa uh, đủ vi chất cho đứa trẻ như vậy đối với với những cái đứa trẻ kén ăn thì nó lại cần cái sự uh, sáng tạo ha, và uh, của bà mẹ và người ta khuyến nghị rằng đối với những cái trường hợp như vậy á, thì cái người mà nấu ăn cho trẻ thì phải quan sát cái đứa trẻ thật kỹ coi cái cái món nào nó thích thì như vậy người ta sẽ nấu những cái thức ăn mà nó không thích nó giống về màu sắc, nó giống về cái độ đậm đặc, nó giống về cái vị của cái món nó không thích. Như vậy cứ một tuần người ta sẽ cho con ăn một món mới. Và các anh chị thấy rằng đối với những đứa trẻ kén ăn thì món mới hầu như là nó từ chối. Tuy nhiên là người ta thấy rằng nếu chúng ta kiên trì giới thiệu cái món mới đó trong vòng 10 đến 14 lần thì may ra đứa trẻ nó mới chấp nhận. Như vậy chúng ta phải thay đổi tại vì ăn uống đó là một hành vi ha mà hành vi trong hành vi đó có hai người tham gia chứ không phải chỉ có đứa bé không như vậy cái người nấu ăn tham gia và cái đứa trẻ nó tham gia ha, cái đứa trẻ nó được quyền quyết định nó ăn bao nhiêu ha còn cái người mà nấu ăn là quyết định là mình nấu món gì cho đứa trẻ ăn ha mình chọn cái nơi nào cho đứa trẻ ăn và khi nào cho cái đứa trẻ ăn như vậy mình phải thay đổi cái hành vi của mình trước ha như vậy mình sẽ chọn những cái món ăn mà giống giống những cái đứa trẻ nó thích và mình dần dần mở rộng cái 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 cái, cái thức ăn cho đứa trẻ dần dần nó ăn ra đa dạng thì đây là một cái vấn đề nó rất là uh, khó khăn chứ không phải là đơn giản ha và trong cái thời lượng của buổi nói chuyện tôi cũng không thể nào nói hết lên được những cái khó khăn của bà mẹ gặp phải ha tuy nhiên cái ý tưởng mà chúng ta có khả năng thực hiện được là chúng ta quan sát đứa trẻ coi nó thích ăn những cái món nào thì những cái thức ăn khác chúng ta làm giống như vậy ha và có những cái đứa trẻ rất là đặc biệt nó ăn cơm riêng nhưng mà nó ăn thịt riêng nó có khả năng cầm xúc xích Đúng. hoặc thịt nó ăn riêng thì nếu vậy chúng ta cũng không bắt buộc là bữa ăn đứa trẻ nó phải ăn cơm với thịt có khả năng nó bóc thịt nó ăn riêng À, nó ăn cơm riêng cũng được, à, nó giống, giống như là nó ăn rau riêng cũng được, ăn canh riêng cũng được, chứ nó không có trộn vô, tại vì chúng ta hay có thói quen mà khi cho đứa trẻ nhỏ ăn á chúng ta trộn hết vô, chúng ta vừa cho canh, chúng ta vừa cho thịt, vừa, vừa cho cơm, đôi khi nó vừa có khả năng là cái, cái 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 đứa trẻ nó không cảm giác thích thú nữa, thì đôi khi những cái đứa trẻ đó các anh chị à, à, có khả năng cho đứa trẻ nó tự động nó bóc nó ăn. À thì như vậy dần dần chúng ta mới mở rộng được cái, cái 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 đa dạng của thức ăn và chúng ta làm giảm cái ác cảm của thức ăn của các các ác cảm của đứa trẻ đối với thức ăn. Dạ. Ừ. Vâng. Yeah. Ừ. Ừ. Thì cái lời giải đáp vừa rồi đã rất ừ. là rõ ràng để cho quý phụ huynh phải chúng ta phải kiên nhẫn hơn. Ừ. Một số bà mẹ cũng rất là buồn đến tâm sự ừ. với bác sĩ rằng là Ờ, em đã chuẩn bị món ăn rất là kỹ rồi mà ừ. tại sao con từ chối con không chịu ăn? vâng dạ. ừ. ờ, thì uh, lời duy nhất là đó là chúng ta là đó là nhiệm vụ của chúng ta, ừ. nhiệm vụ của ông bố bà mẹ là chúng ta phải dọn đồ ăn lên cho các ừ. con ừ. đó và có cái lộ trình có cái uh, có những cái món mà chúng ta phải chuẩn bị trước. Đó. Ừ. Và còn việc ăn bao nhiêu lại là quyền của con không phải là quyền của ông bố bà mẹ nữa. Ừ. Đó. Và chúng ta phải kiên nhẫn giới thiệu đi giới thiệu lại với các con của chúng ta và uh, trong một số trường hợp khi mà trẻ từ chối thức ăn như vậy sau ừ. đó thì ông bố bà mẹ cũng xót con quá nên là tìm sữa hoặc bánh kẹo bù lại cái phần năng lượng đó cho con ừ. thì theo chị có nên hay không uh, Chúng ta phải uh, chia làm hai nhóm trẻ một đứa trẻ nó đang đang suy dưỡng và nó đang chiều hướng và nó càng ngày nó càng suy dưỡng thì chúng ta đành phải chấp nhận là bởi vì sao cái mục tiêu ưu tiên của chúng ta là là cải thiện cái tình trạng dinh dưỡng của đứa trẻ trước cái đã Ha. còn cái hành vi thói quen thì chúng ta sẽ tập sau vì vậy nên đối với những cái đứa trẻ mà nó đang có nguy cơ suy dinh dưỡng nó đã suy dinh dưỡng rồi thì sau bữa ăn 30 phút mà ăn không được thì chúng ta có khả có thể cho thêm sữa để chúng ta nâng cái tổng trạng dinh dưỡng nó lên cái đã ha khi mà đứa trẻ hết suy dinh dưỡng thì bắt đầu chúng ta sẽ thay đổi hành vi của đứa trẻ thì giống như hồi nãy là mình cũng có nhắc đến ha là mình phải 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 cái, cái người cho ăn đó là phải quan sát đến đứa trẻ mình phải sáng tạo mình tư duy ha. thậm chí cho cái đứa trẻ nó tham gia vào trong cái quá trình ăn ha ví dụ như cái đứa trẻ lớn lớn thì chúng ta có khả năng cho nó tham gia là nấu ăn thì khi cái đứa trẻ như vậy nó kích thích đôi khi nó lại ăn được ha tức là người ta sẽ thay đổi cái môi trường ăn uống của đứa trẻ người ta cho nó chủ động hơn và người ta thấy rằng sao khi mà mình chủ động làm một cái việc gì đó thì bao giờ mình cũng hào hứng hơn mình thích thú mình làm mình tham gia tốt hơn là mình thụ động người khác ép buộc mình. Ha. Yeah. Oh. Thì, uh đúng là cái khi mà trẻ tham gia vào quá trình tức là trong lúc chúng ta nấu trẻ có thể ở đó quan sát chúng ta ở ừ. trẻ nhỏ quá hoặc khi ừ. trẻ lớn lên thì trẻ có thể cùng đi siêu thị cùng ba mẹ ừ. hoặc là tham gia vào quá trình uh, sơ chế thức ăn ừ. dạ. vâng thì uh, ở trong cái quá trình cho ăn thì cái ý mà chị vừa nói nó liên quan đến cái vấn đề người ta gọi là uh, baby lead winning tức là trẻ chủ động đúng không đúng ừ. thì theo chị là hiện giờ có rất là nhiều cái xu hướng về ăn dặm ừ. uh, xu hướng ăn dặm truyền thống ăn dặm kiểu nhật bản ăn dặm kiểu là baby lip winning là trẻ chủ động ừ. trong việc ăn uống của mình ừ. thì uh, mặt lợi mặt hại của những cái uh, cái cách ăn như vậy như thế nào ạ ừ. thì ăn theo truyền thống nghĩa là làm sao tức là ăn dặm truyền thống tức là bố mẹ uh, uh, nấu thức ăn ha, và kiểm soát cái lượng con ăn bô tức là bà mẹ sẽ đút cho đứa trẻ ăn ha. và kiểm soát cái lượng ăn bô đứa trẻ nó không có được chọn lựa ha. ăn theo kiểu nhật hoặc ăn theo kiểu chỉ huy là hầu như nó giống nhau chứ nó không có khác nhau ha. Tại vì người Nhật người ta vẫn sử dụng là cái phương pháp là ăn chỉ huy. ăn chỉ huy nghĩa là làm sao? Tức là cái đứa trẻ nó tự chủ hơn, nó tự chủ hơn, nó tự chọn cái thức ăn con ăn và nó sẽ kiểm soát cái lượng bé nó ăn vô và cái người kế bên người ta không có, tức là cái người cho ăn sẽ không tác động vào đứa trẻ. À, tuy nhiên á thì cái mặt yếu của nó là như thế nào? Mặt yếu của nó là cái đứa trẻ đôi khi nó ăn không đủ lượng tức là cái đứa trẻ nguy cơ có khả năng suy dưỡng, tại không phải đứa trẻ nào cũng chủ động ăn đủ cái lượng của đứa trẻ. Vì vậy nên ở một số nước giống như Anh nè, Úc nè, Canada thì nhiều nghiên cứu người ta thấy rằng nên kết hợp cả hai, tức là cho cái đứa trẻ chủ động ăn tức là ăn theo kiểu chỉ huy nhưng mà bà mẹ vẫn đút thêm nếu mà thấy đứa trẻ nó ăn không có đủ lượng ha. Và cái cái mà ăn cái chỉ huy hoặc là cái đứa trẻ chủ động ăn theo kiểu Nhật hoặc kiểu người phương Tây thì người ta thấy rằng nó có những ưu điểm thế nào? Thứ nhất là nó làm cho cái đứa trẻ nó thích thú với cái thức ăn hơn tại vì nó chủ động mà ha. Cái thứ hai nó sẽ làm tăng cái tự tin của đứa trẻ. Ha. Cái, cái 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 thứ ba nữa là người ta thấy đứa trẻ nó sẽ sáng tạo hơn ha. Nó sáng tạo hơn. Cái thứ tư nữa là người ta thấy rằng là gì? Ăn uống mà khám phá thức ăn nó cũng là tạo cho cái tăng cái IQ, EQ của đứa trẻ sau này. Ha và như vậy á là theo mình thì nên kết hợp cả hai, tức là cái đứa trẻ nó vừa chủ động nhưng mà chúng ta xem coi nó ăn như thế nào, mới thiếu lượng thì chúng ta có khả năng hỗ trợ thêm cho đứa trẻ, đút cho đứa trẻ ăn thêm vẫn được. Yeah. Vâng, thì chắc chắn là các ông bố bà mẹ trong quá trình là khi ba, khi mang thai là đã tìm hiểu các về các cách nuôi nấng cho con. Và vừa rồi thông tin của bác sĩ Tín đã cho các anh chị một cái bức tranh rất là rõ ràng, chúng ta không có gì phải hoang mang cả. Chúng ta có thể áp dụng nhiều cách cho ăn tùy thuộc vào cái sự dung nạp của trẻ. Và nếu mà một trẻ bốc tốt hay là cho ăn chủ động tốt thì lúc đó chúng ta không có vấn đề gì. Nhưng nếu mà khi cách ăn đó không phù hợp chúng ta có thể đổi ngay qua cách khác mà không có gì khó khăn cả. Dạ vâng vậy thì uh, ngoài ra còn một uh, cách cho ăn nữa đó ừ. là gia đình uh, chúng ta ăn thực dưỡng thuần chay ừ. thuần chay ở đây nghĩa là chúng ta không ăn thịt cá trứng ừ. đó. thì cái việc ăn như vậy có, có nên áp dụng cho đứa nhỏ hay không ạ À, giống như hồi nãy chúng ta nói đối với lại trẻ dưới 2 tuổi tức là một 000 ngày đầu đời cái tốc độ tăng trưởng cân nặng chiều cao cũng giống như đặc biệt là não bộ nó rất là quan trọng bởi vì đó là cái giai đoạn mà biệt hóa tế bào thần kinh, cái giai đoạn mà nó kết nối những cái tế bào thần kinh với nhau tức là cái synapse đó, ha, và và cái uh, quá trình mà myelin hóa tế bào dây thần kinh để cho nó truyền những cái xung động thần kinh tốt hơn mà những cái tác động lên đó là sắc kẽm với lại choline thì thật ra sắc kẽm koolin thì nó có nhiều từ cái động vật chứ còn không phải là từ thực vật thực vật cũng có à, như ví dụ như sắt có nhiều trong rau xanh nhưng mà trẻ nhỏ làm sao ăn rau nhiều được để à. nó cung cấp đủ cái lượng sắt đối với lại với với, với 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 cho đứa trẻ vì vậy nên nó vẫn khuyến nghị làm sao trẻ dưới 2 tuổi thì tốt nhất là vẫn cho con nên ăn bình thường. Còn nếu mà trong trường hợp mà gia đình không chấp nhận được là cho trẻ nó ăn ăn mặn bình thường mà vẫn phải cho ăn thuần chay, thì như vậy người nhà phải kiểm soát, phải theo dõi sát cái tốc độ tăng cân của đứa trẻ, tăng chiều cao của đứa trẻ, ha, phát triển về cái vận động tinh thần của đứa trẻ và phải kiểm soát là con có thiếu vi chất hay không. Như vậy những cái vi chất nào chúng ta quan tâm, thứ nhất là sắt kẽm và vitamin B12 bởi vì hầu như vitamin B2 chỉ có trong thực ăn chỉ có trong trong động vật thôi vì vậy nên nhiều khi phải bổ sung thuốc theo ha và những cái đứa trẻ lớn hơn lớn hơn có khả năng ăn thuần dưỡng nhưng mà như mình cũng đã nói khi ăn thuần dưỡng thì chúng ta phải hiểu rằng nguy cơ đứa trẻ có khả năng thiếu vitamin B2, B12 thiếu sắt thiếu kẽm thì như vậy chúng ta đôi khi chúng ta phải bổ sung thêm thuốc cho đứa trẻ để bảo đảm cho cái đứa trẻ nó vẫn tăng trưởng tốt ha, và cái não hoạt động tốt yeah. Bằng, chúng tôi đã liệt qua chúng ta vừa trải qua ừ. rất là nhiều thông tin hữu ích từ ừ. ban đầu là bao, thời điểm nào nên ăn dặm, ừ. chúng ta nên ăn dặm với thức ăn độ thô như thế nào ừ. và số lần ăn, quy tắc bàn ăn ừ. đó và các kiểu ăn dặm À, để cung cấp thông tin được cho các, các anh chị. thì trong đó đó chúng ta thấy được rằng là quan trọng nhất vẫn là bản thân đứa nhỏ và sự tăng trưởng của đứa nhỏ về cân nặng và chiều cao Và về các uh, về não bộ hoặc là hệ miễn dịch của trẻ đó là mục tiêu của chúng ta. đó. vâng vậy thì chúng ta sẽ phải theo dõi con về cái mức độ tăng trưởng của con như thế nào ạ? À, đối với lại trẻ mà dưới một tuổi thì các anh chị thấy là cái cân nặng của đứa trẻ nó tăng rất là nhanh đúng không? À, hàng tháng nó đều lên, à, chiều cao hàng tháng cũng lên. Vì vậy nên nó đối với trẻ dưới một dưới 1 tuổi cho đến dưới 2 tuổi thì mỗi tháng nên kiểm tra về dinh dưỡng một lần, coi cái cân con tăng cân như thế nào ha. À, trẻ dưới 2 tháng à, sau từ 2 đến 3 tháng tuổi thì tôi nghĩ rằng khoảng 2 tháng một lần ha. À, trẻ 3 tháng tuổi từ trẻ từ 3 tuổi trở đi thì có khả năng 3 tháng một lần, còn trẻ lớn hơn là 6 tháng một lần. Bởi vì như vậy thì chúng ta mới không bỏ sót được là cái giai đoạn mà trẻ không tăng cân tốt ha, tại vì trong cái giai đoạn này á nếu trẻ không tăng cân tốt thì sẽ không tăng chiều cao tốt mà cái chiều cao thì nó rất là quan trọng ha, đối với lại cái sự thành công của đứa trẻ sau này. Và người ta thấy rằng là một cái 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 chỉ số mà chiều cao đối với lại trẻ dưới 5 tuổi là người ta đánh giá về cái nền kinh tế phát triển của đất nước đó luôn nha. Yeah vâng thì anh chị thấy đó là chúng ta phải uh, cân đo trẻ ở nhà ừ. hoặc là đưa trẻ đi tái khám định kỳ để xem là trẻ tăng trưởng có đúng cái biểu đồ tăng trưởng hay không để chúng ta phát hiện giai đoạn sớm ví dụ trẻ có nguy cơ chậm tăng cân hoặc nguy cơ chậm tăng chiều cao là chúng ta sẽ phải tư vấn về mặt dinh dưỡng hoặc can thiệp sớm hoặc tìm bệnh nền cho trẻ Chứ không để đến giai đoạn mà trẻ bị suy dinh dưỡng mức độ uh, trừ 2 hoặc trừ 3 SD Tức là mức độ trung bình và mức độ nặng Thì lúc này cái phần can thiệp sẽ khó khăn hơn ừ. Và chúng ta sẽ tốn nhiều thời gian để quay trở lại bệnh viện để theo dõi hơn ừ. uh, Thì chúng tôi cũng có uh, khu khám trẻ lành mạnh Đó, Ở khu khám này thì trẻ sẽ được khám về uh, tổng quát dinh dưỡng và tiêm chủng đó để giúp cho chúng để cho để phục vụ cho những trẻ mà không phải là sốt ho mà chúng ta ừ. sẽ đến đó để chúng ta khám để được theo dõi về độ tăng trưởng của con. Đó chúng tôi hy vọng rằng là qua bài nói chuyện ngày hôm nay đó bác sĩ Tín và tôi đã cung ừ. uh, cung, cung cấp cho các anh chị rất nhiều kiến thức về việc chăm sóc cho trẻ về mặt dinh dưỡng sau khi sanh và trong giai đoạn ăn dặm từ 6 tháng cho tới 2 tuổi đó, ừ. để giúp cho chúng ta có kiến thức để trẻ của chúng ta được phát triển toàn diện và chúng ta vượt qua được những cái uh, hàng rào miễn dịch ừ. đó, những cái đợt tập giọt miễn dịch một cách ừ. dễ dàng hơn. Ừ. Và...